25 câu chuyện chữa lành bệnh tật do niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. Câu chuyện số 1. Vào triều đại nhà Tấn, niên hiệu Hưng Ninh, có vị sa môn pháp hiệu là Trúc Pháp Nghĩa, là một vị thật đức đạo hạnh. Thời gian đầu lúc mới tu học, ngài đến cư trú tại Ninh Sơn để chuyên tâm nghiên cứu các kinh luật luận. Hàng Phật tử xuất gia theo ngài tu học thường xuyên có số đến trăm vị. Vào niên hiệu Hàm An, năm thứ hai nhà Tấn, ngài bị chứng bệnh trầm khí kéo dài trong thời gian rất lâu. Ngài nhất tâm thành kính quy hướng về đức Đại Bi Quán Thế Âm, một lòng xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát. Một hôm, ngài nằm mộng thấy có người cầm dao mổ ruột của mình, rồi rửa ráy lục phủ ngũ tạng của ngài. Bấy giờ thần thức trong mộng thấy rõ các vật bất tịnh kết tụ trong tạng phủ rất nhiều. Người ấy sau khi rửa sạch các bộ phận trong cơ thể ngài thì đem sắp xếp theo vị trí cũ trở lại và báo ngài Pháp Nghi rằng bệnh của ông bây giờ đã khỏi hẳn rồi. Pháp Nghi thức dậy, quả nhiên cảm thấy trong người thật thư thái, tất cả bệnh bỗng nhiên dứt sạch. Sự tích trên là do quan Thượng Thư Phó Lượng triều nhà Tống soạn thuật lại. Thượng thư thường nói với các thân hữu rằng mình là bạn thân của ngài Trúc Pháp Nghĩa. Chính ngài Trúc Pháp Nghĩa lúc còn sinh tiền cũng thường nói đến việc được chữa bệnh trong mộng cho nhiều người nghe. Mọi người nghe xong chuyện của ngài, không ai chẳng sảnh tâm cung kính và tán thán vì những việc chưa từng có đã xuất hiện trong đời do niềm tin nơi đức Quán Âm. Trích Cao Tăng Truyền tập 2. Câu chuyện số 2. Vào triều đại Nguyên Ngụy, có một tăng nhân pháp hiệu là Thích Đạo Thái, ở tỉnh xá Hoành Dương, huyện Thường Sơn. Vị tăng nhân này từng nằm mộng thấy có người đến bảo rằng số mạng của ông sẽ kết thúc vào lúc 42 tuổi. Đến năm đó, thầy mắc bệnh nặng, trong tâm tự nghĩ chắc là không qua khỏi, nên thầy đem y bát và tất cả bạc tiền, đồ đạc, vân vân, làm lễ chay tăng bố thí rất lớn để cầu phước. Có người bạn đồng tu thế thế bèn nói: tôi thấy trong kinh Phổ Môn, chính kim khẩu của Bổn Sư Thích Tôn dạy ngài Vô Tận Ý Bồ Tát rằng nếu có người nào thọ trì danh tự của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát, lại thêm suốt đời đem thức ăn uống, y phục, đồ nằm để cúng dường, theo ý ông nghĩ sao? Công đức của thiện nam tự, thiện nữ nhân ấy có được nhiều chăng? Vô Tận Ý Bồ Tát thưa: rất nhiều, thưa Thế Tôn. Đức Phật dạy tiếp: nếu lại có người thọ trì danh hiệu của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cho đến lễ bái cúng dường chỉ trong một thời, thì phước của hai người ấy đồng nhau không khác. Thầy Thích Đạo Thái nghe nói thế có phần cảm ngộ, liền chí thành quy hướng nơi đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày đêm khẩn thiết trì niệm danh hiệu của ngài không hề giải đãi. Thầy tinh tấn thực hành trải qua 4 ngày đêm. Bấy giờ lúc ngài đang ngồi trong mùng, bỗng nhiên thấy có quang minh từ ngoài cửa chiếu vào và thấy hai bàn chân của Quán Âm Đại Sĩ bằng hoàng kim sáng rực chiếu khắp trọng thất. Thầy Thích Đạo Thái lật đật vén mùng quỳ xuống đất cúi đầu đảnh lễ.
Khi ngước lên thì cảnh tượng lạ lùng trang nghiêm ấy đã biến mất. Lòng thầy buồn vui lẫn lộn, toàn thân bất mồ hôi ướt đầm. Ngay sau đó liền cảm thấy trong người nhẹ nhàng thư thái, chứng trọng bệnh nói trên liền được dứt hẳn. Trích Cao Thắng Truyền tập 2. Câu chuyện số 3. Vào đời Lưu Tông, có Phật tử tên là Thiện Tín, người ở Ngô Hưng, đối với Tam Bảo rất có tâm tinh kính. Một hôm, Thiện Tín mắc bệnh thương hàn, nên không một ai dám đến gần săn sóc vì sợ lây nhiễm. Thiện Tín rất buồn khổ, không biết tính thế nào. Chỉ nghĩ rằng có một cách duy nhất là thành kính chuyên niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông chỉ niệm tín hiệu Bồ Tát chỉ trong thời gian ngắn, thì bỗng có một vị tăng nhân đến nhà báo rằng: "Ta đem thứ thuốc này để cứu độ đệ tử." Vừa nói dứt lời, liền lấy trong túi ra một hộp thuốc tán đưa cho Thiện Tín bảo uống. Thiện Tín vâng lời, uống vào thì bệnh liền khỏi hẳn. Trích Cao Thắng Truyền tập 1. Câu chuyện số 4. Triều đại Lưu Tống có ni sư Phiền Tạo họ Lộ, người ở Ngô Quân, con gái của An Tôn Tạo. Lúc hơn 10 tuổi, ni sư bị bệnh, nên phụ thân của ni sư nghe nói nơi nào có danh y đều đến rước về nhà chữa bệnh cho con. Vì thế hầu hết lương dược miệng của ni sư đều nếm qua, nhưng bệnh trạng chẳng những không giảm mà còn ngày một tăng thêm. Lúc bấy giờ, thầy Thích Pháp Tế là một tăng nhân trong vùng nói với An Tôn Tạo rằng: "Theo ý của bần tăng, sợ e bệnh của tiểu thơ là cho nơi nghiệp chướng, nên thuốc thế gian khó bề chỉ lành được. Trong kinh Phật có dạy, nếu chúng sinh nào bị tai nạn, bệnh khổ, vân vân, chí thành quy y Tam Bảo, sám hối, cầu nguyện, đều được tự lực của Tam Bảo gia hộ cứu tế. Nếu ngài có thể phát tâm chí thành, khẩn thiết sám hối, nguyện cầu để tẩy trừ trần cấu cho tiểu thơ, thì bệnh sẽ được thuyên giảm." An Tôn Tạo vâng lời, liền cho thiết lập bàn hướng án ở dưới nhà, thờ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát thật thanh tịnh trang nghiêm. Sau đó tắm gội sạch sẽ, trai giới thanh tịnh, đến trước Phật đài vì con gái mình sám hối cầu nguyện, lại cho người dìu bình nhân đến trước bàn Phật, thành kính cúi đầu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát liên tục không gián đoạn. Thực hành như vậy trong suốt 7 ngày. Đến đầu hôm ngày thứ 7, bỗng nhiên thấy tượng Quan Âm sắc vàng cao chừng 1 thước, giơ tay xoa trên thân của bệnh nhân 3 lần. Tức thì cô cảm thấy từ đầu đến chân rất thư thái, nhẹ nhàng. Chứng bệnh trầm kha trước kia bỗng nhiên biến mất. Sau khi được sự linh ứng như vậy, cô cầu xin cho mẹ cho đi xuất gia và tu hành rất tinh tấn. Cô thường trì tụng kinh Pháp Hoa và Trường Chai. Trải qua 37 năm, thường chuyên tâm quán tưởng, nguyện đem công đức tụng kinh lạy Phật cầu sanh lên cung trời độ xuất. Niên hiệu Ni Gia năm thứ 16, ni sư đến kinh đô để tạo kinh điển. Về sau, ni sư viên tịch nơi nào không được rõ. Trích Tỳ Kheo Ni Truyền. Câu chuyện số 5. Triều đại nhà Lương
có một vị sa môn là Thích Pháp Kiều, người ở Trung Sơn. Thầy xuất gia từ lúc nhỏ, nên đối với việc tụng kinh niệm Phật, thầy rất mật tinh tấn. Nhưng khổ nỗi, âm thanh của thầy không được lôi cuốn, thiếu chất thiền vị. Bây giờ, thầy bèn phát nguyện tuyệt thực sám hối, chí thiết cầu nguyện quy mạng nơi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Trải qua suốt 7 ngày đêm, thầy kiên thành lễ bái sứ niệm, không chỉ lười, mong cầu được hiện báo. Bạn đồng học thấy vậy hết sức ngăn cản, nhưng không một ai có thể lay chuyển được quyết tâm của thầy. Đến ngày thứ 7, thầy cảm thấy cổ họng thông suốt, liền lấy nước súc miệng rồi nói rằng: "Tôi đã được sự ứng nghiệm rồi." Sau đó, thầy tụng ba biến kinh, âm thanh trong trẻo, ấm áp, vang xa suốt một dặm đường. Mọi người bây giờ nghe nói đến việc này đều kinh ngạc, ngợi khen, đua nhau đến chùa để mục kích và nghe thầy tụng kinh. Từ ấy về sau, mỗi ngày thầy đều tụng kinh đến vài mươi vạn lời. Âm thanh ai nhã thông suốt ấy, đến lúc thầy 90 tuổi vẫn không suy giảm và thay đổi. Trích Ca Tăng Truyền tập 1. Câu chuyện số 6. Chiều nhà Tùy có vị sa môn Hồng Mạn, người ở An Định. Lúc còn ở thế tục, thầy mắc phải chứng bệnh thời khí, hai chân co quắp không thể đi đứng được. Thường ngày thầy thành kính chuyên niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm. Một hôm bỗng có một vị cao tăng tay bưng tịnh bình đứng trước mặt thầy. Hồng Mãn lập tức cúi đầu thi lễ thưa hỏi: "Đại sư từ đâu đến?" Vị tăng từ tốn trả lời: "Ta thấy ngươi hằng ngày thành kính khẩn thiết xưng niệm danh hiệu của ta, nên đến đây cứu giúp. Sợ dĩ ngươi mắc bệnh như vậy là do tiền thân kiếp trước ngươi hay trước cột sinh mạng loài vật, do dự báo ấy mà mắc bệnh như vậy. Bây giờ hãy nhắm mắt lại, ta sẽ trị bệnh cho." Hồng Mãn vâng lời. Ngay khi ấy, thầy có cảm giác trên đầu với mình hình như có người nhổ cây đinh vài tấc ra vứt bỏ. Thầy thấy hai chân như có sức bật trở lại bình thường và thầy đứng dậy được. Lúc mở mắt ra làm lễ tạ ơn thì vị tăng nói trên đã biến mất. Thầy biết đó là Bồ Tát thể hiện cứu độ mình, nên từ đó phát nguyện không cưới vợ, ở tại gia tu hành ngày càng tinh tấn. Dù không nghiên cứu kinh điển, nhưng tự nhiên thầy lại thông suốt được pháp môn thiền quán. Mỗi khi tĩnh tọa, có thể trải qua suốt 7 ngày vẫn an nhiên bất động. Đến niên hiệu khai hoàng nhà Tùy, thầy đến xuất gia tại chùa Cú Độ. Trích Cao Tăng Truyền tập 2. Câu chuyện số 7. Tương truyền Sử Tuần là một người tài ba lỗi lạc, học vấn uyên thâm, đương thời không người sánh kịp. Nhưng ông lại là người không tin Phật Pháp và thường bài bác rằng Phật là người không cần thờ. Về sau, ông bị chứng bệnh hai chân tự nhiên bại liệt, ngồi mãi một chỗ không di chuyển được. Ông nhờ người tìm hết danh y này đến danh y khác, thậm chí còn thiết lễ cầu đạo quý thần để tìm phương thuốc chữa trị, nhưng tất cả đều vô hiệu. Lúc bấy giờ, người bạn thân của ông là Triệu Văn đến thăm, khuyên ông rằng:
Đức Quán Âm Bồ Tát là đấng đại từ đại bi, thường tầm thanh cứu khổ. Nếu chúng sinh nào bị tai nạn bệnh hoạn mà chí thành cầu nguyện, xưng niệm danh hiệu Ngài thì chắc được sự linh ứng. Nay bệnh của anh đã trị chữa đủ cách, cúng tế thánh thần rất nhiều cũng không có kết quả. Vậy tại sao anh không phát tâm tạc tượng đại sĩ lễ bái cúng dường để cầu cho bệnh khổ được tiêu trừ? Sử Tuần vì bệnh quá ngặt nghèo nên y theo lời sai rước thợ đúc tượng Quán Âm Bồ Tát. Khi pho tượng đã hoàn thành thì ông nằm mộng thấy Quán Âm Bồ Tát tướng hảo trang nghiêm hiện trên hư không. Lúc thức dậy, nghĩ lại những lời nói sai lầm và xác thực xưa kia của mình thì cảm thấy vô cùng hối hận. Từ ấy, ông hết lòng kính tín Phật Pháp, mỗi ngày đều hết sức tinh tấn lễ bái cúng dường pho tượng Đức Quán Âm đã đúc thờ trong nhà và trì niệm danh hiệu đại sĩ không gián đoạn. Một thời gian sau, chứng bại liệt không thấy chữa trị tự nhiên hồi phục và bệnh dứt hẳn. Trích Tuyên Nghiệm Ký. Câu chuyện số 8. Chiều nhà Đường ở Nghĩa Ô, huyện Ngũ Châu có Sa Môn Thích Thần Chí, ngày chỉ thọ thực một bữa, chuyên trì tụng chú Đại Bi vào nước để cứu độ trăm thứ bệnh. Các bệnh nhân uống nước ấy đa số đều được lành bệnh. Vì thế, số người đến xin trị bệnh ngày một đông không thể tính được, nên đương thời mọi người đều gọi thầy là Đại Bi Hòa Thượng. Trong niên hiệu Đại Trung, con gái của tướng quốc Bùi Hưu bị quý thần phá rối. Bùi tướng quốc đến chùa rước thầy Vệ Dinh, trì chú liên tục suốt 7 ngày đêm thì tiểu thư liền bình phục. Cảm kích ân trị bệnh ấy, Bùi tướng quốc đem việc này tấu lên hoàng đế và xin một tấm biển hiệu đặt tên cho ngôi chùa thầy đang ở. Vua nhà Đường chuẩn tấu và ban hiệu cho chùa là Đại Trung Khánh Thọ. Trích Cả Tăng Truyện tập 3. Câu chuyện số 9. Chiều nhà Đường niên hiệu Lân Đức có người tên Hương Nghiệm ở phường Vĩnh Hưng tại Kinh Đô làm nghề chạy lưới để sinh sống. Về sau ông bị bệnh, suốt ngày nằm thêm thếp trên giường bệnh, thân đỏ hồng như lửa, đau đớn tưởng chừng như đang bị lửa than nung đốt. Ông bảo thân nhân rằng những lúc như thế ông thấy có chiếc xe lửa lăn trên mình ông thiêu đốt, lại thêm có vị minh quan nét mặt nghiêm khắc lớn tiếng gọi trách ông làm nghề đánh cá đã tạo ác nghiệp rất nặng, nên ông phải chịu hiện báo đau đớn như vậy. Căn bệnh của ông cứ như thế kéo dài ngày này qua ngày khác, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Bà con thân thích thấy vậy khuyên ông phải làm những công đức lớn mới hy vọng có thể chuyển nghiệp. Ông vâng lời, sau đó nhờ người tạc hai pho tượng Quán Thế Âm, một tượng cúng dường cho chùa, còn một tượng để tại nhà thờ cúng. Khi tượng được tạc xong, ông chuyển tâm ngày đêm sám hối và trì niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, lại bảo vợ con trong nhà đều trường trai niệm Phật. Bệnh ông nhờ đó từ từ thuyên giảm và lành hẳn. Từ đấy về sau, ông bỏ nghề đánh cá và phát tâm tu hành rất tinh tấn. Trích Pháp Uyển Châu Lâm và Chuyển Nhân Lục. Câu chuyện số 10.
Chiều nhà Đường, Sa Môn Thích Chí Lãng là người ở Cô Tô, chuyển tâm trì tụng lục tự Đại Minh Chân Ngôn rất là thần hiệu. Niên hiệu Long Sóc năm thứ hai, Thánh Vương Công Chúa, con gái của Vua Đại Đường lâm bệnh rất nặng. Quốc Vương nghe nói thầy Pháp Lãng chuyên trì tụng Đại Bi Chú và trị cho nhiều người lành bệnh, nên cho sứ giả đến chùa rước thầy vào cung, lập đàn trì chú trị bệnh cho công chúa. Thầy vào cung trì chú chỉ trong 3 hôm thì công chúa liền được khỏe mạnh, bình phục lại. Trích Cao Tăng Truyền tập 3. Câu chuyện số 11. Chiều nhà Đường, Chi Huyền Pháp Sư họ Trần là người ở Hồng Nhã, xứ Mỹ Châu. Pháp Sư thường tuyên thuyết diễn giải Kinh Luận Đại Thừa. Hàng Phật tử, cả tăng lân tục đều hoan nghênh ngưỡng mộ hết mình. Tuy vậy, Pháp Sư vẫn thường tự dân mình có giọng nói không đúng với thổ âm địa phương, nên hiệu quả không như ý nguyện. Sau đó, Pháp Sư lên núi Tường Nhĩ, ngày đêm chuyên tụng trì chú Đại Bi. Một hôm, Ngài nằm mộng thấy một vị thần tăng đến cắt lưỡi của mình, rồi thay vào chiếc lưỡi khác cho Pháp Sư. Đến sáng hôm sau, bỗng nhiên khi vừa cất giọng thì Ngài nhận ra âm thanh của mình đã trở thành thổ âm của người nước Tần. Trích Cao Tăng Truyền tập 3. Câu chuyện số 12. Chiều nhà Đường, Sa Môn Thích Chí Ích họ Ngô là người huyện Trường Sa. Lúc trẻ, thầy từng đi lính chinh phạt bọn Rờ Hung Nô ở chốn biên cương. Sau khi ra khỏi quân ngũ, thầy trở về quê làm nghề săn bắn và chài lưới. Một hôm, thầy bắt được một con rùa trắng nên đem về nấu ăn. Sau khi ăn xong thì toàn thân bị phát độc, xanh ghê lở, đau nhức lở loét từ đầu đến chân, da thịt rã rời, râu tóc đều rụng. Thầy không thể nào chịu đựng nổi sự hành hạ của cơn bệnh, lại không thể nào đi kiếm sống được, đành phải làm thân hành khất lê lết xin ăn khắp đầu đường xó chợ. Một hôm, giữa lúc thầy đang oằn oại vì đau đớn và đáng xin đồng tiền bắt gạo của người qua đường, thì bỗng gặp một vị tăng nhân đi ngang qua. Nhìn thấy hoàn cảnh thương tâm này nên vị tăng bèn đến an ủi và bảo rằng: "Ngươi nên hồi tâm trì niệm chú Đạt Bi, ta sẽ dạy cho. Nếu người cố gắng tinh tấn trì tụng thì ta tin chắc người sẽ được kết quả linh nghiệm." Thầy vâng lời vị tăng học thuộc chú Đại Bi, và kể từ hôm ấy nhất tâm trì tụng. Quả đúng như lời vị tăng nhân nói, các thứ ghẻ lở loét trên thân thầy bất dần, râu tóc từ từ mọc lại, da thịt lần hồi cũng hồi phục sự sáng chắc. Khi bệnh lành, thầy liền phát nguyện xuất gia làm tăng. Sau đó, thầy đến gặp Phục Bà Tướng Quân xin cho một ngôi nhà cũ. Được tướng quân ưng thuận, thầy kiến lập tịnh xá nơi ấy làm trụ trì, chọn đời tu hành rất tinh tấn. Trích Thái Bình Quảng Ký và Chuyển Nhân Lục. Câu chuyện số 13. Chiều nhà Đường có thầy Thích Chí Cần họ Châu. Từ lúc bé đã có chí hướng làm việc thiện và thực hiện theo phương ngôn khắc kỷ ái quần, tức là bản thân luôn nghiêm khắc với chính mình, nhưng với quần chúng thì lúc nào cũng thương yêu giúp đỡ. Hàng ngày thầy thường chơi đùa với trẻ con cùng xóm, nói năng nhã nhặn,
sắc mặt luôn vui cười. Đến lúc trưởng thành, thầy xuất gia tu hành rất tinh tấn, dũng mãnh, lại thường phấn tỉnh tự thân và tham cứu tam tạng giáo điển thật uyên áo. Khi thầy cầu nguyện điều chi đều được linh ứng. Một lần nọ, thân mẫu của thầy bị bệnh rất nặng. Thầy phát tâm vì mẹ ngày đêm kiên thành chỉ tụng thánh hiệu Quan Âm Đại Sĩ để cầu cho mẹ được mau lành bệnh. Do tâm chí thành cảm đến Bồ Tát nên chính lá của những cây cối trong khuôn viên nhà chùa đều hiện thật nhiều hóa Phật. Sự việc này cả gia đình thầy mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Bệnh tình của mẫu thân ngài nhờ sự chí thành chỉ niệm thánh hiệu đại sĩ mà được lành. Trích Cao Tăng Truyện tập 2. Câu chuyện số 14. Chiều nhà Tống, niên hiệu Thuận Hy, năm thứ 5, Cổ Văn Đô tuần kiểm tên La Sanh tại Như Châu. Nhân lúc Tỳ Nặng Lục đến nhà Vương Mẫn Tài, mục kích được một việc thật hy hữu. Trong nhà ấy có một tỳ nữ tên là Đại Hỷ, đôi mắt bị mù đã lâu năm, lại thường bị đau nhức. Một hôm, cô nằm mộng thấy có một lão tăng đến bảo rằng: "Đại Hỷ, thầy rất mừng cho con thật có phúc duyên nên mới được đến ở trong nhà này. Nếu không đến ở đây, con sẽ thành một phế nhân vĩnh viễn. Hôm nay thầy đem thuốc này đến cứu con." Nói dứt lời, lão tăng liền trao cho Đại Hỷ một chén thuốc. Cô liền bưng lấy uống, thì sau đó bỗng thấy đôi mắt mình đã sáng lại. Cô kính cẩn cúi đầu chào lão tăng rồi hỏi: "Thưa đại sư, ngài từ đâu đến?" Lão tăng đáp: "Thầy là người ở trong nhà này đã lâu lắm rồi. Nghe con đau mắt ngày đêm la khóc, thầy rất thương xót nên đem thuốc cứu bệnh cho con." Đại Hỷ giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng. Cô mở mắt ra thì chẳng nhận mắt sáng lại như xưa, mà còn long lanh trong suốt rất đẹp, và các chứng đau nhức cũng khỏi hẳn. Mọi người trong nhà thấy vậy đều lấy làm lạ và bàn tán cho là việc chưa từng có. Họ cùng nhau đến hỏi thăm nên Đại Hỷ đem việc trong mộng thuật lại. Mẫn Tài đem việc ấy thưa với mẫu thân thì bà bảo rằng: "Đấy là đấng đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Con nên biết nhà của mẹ thành kính thờ phụng ngài đã nhiều năm. Khi nào có tai nạn cấp bách, nếu lễ bái cầu đảo đều được linh hiển." Trích Linh Nghiệm Ký. Câu chuyện số 15. Tại xứ Đại Châu có vị tăng tên là Sử Thao. Lúc trung niên thầy bị bệnh mắt nên thường chỉ tụng chú Đại Bi. Một hôm thầy nằm mộng thấy Quan Âm Đại Sĩ truyền dạy cho thầy bài kệ tụng, lại bảo mỗi ngày sớm mai thức dậy múc một chén tịnh thủy, đốt hương lễ bái, rồi tụng bảy biến kệ xong, đem nước ấy đi rửa mắt. Thầy Sử Thao vâng lời làm theo sư chỉ bảo, thì bệnh mắt liền sáng lại và lành hẳn. Thầy hưởng thọ 88 tuổi. Ghi chú: người ghi lại sự tích này, chính bản thân bị bệnh mắt đã hơn một tháng, nhờ y sư tôn Chấn Nguyên truyền dạy cho bài kệ ấy, tôi đã thực hành đúng như lời hướng dẫn và quả nhiên cũng được linh nghiệm. Vì thế tôi không dám yên lặng, và vì muốn lợi ích cho mọi người nên kính cẩn ghi vào sách
bài kệ tụng ấy như sau: để mọi người có lòng tin nơi Đức Quán Âm được nhiều lợi ích. Bài kệ: Đại bi cứu khổ Quán Thế Âm, xin ban cho con đại an lạc, xin ban cho con đại phương tiện, diệt trừ ngu si con hết tội, tất cả chướng ngại trong hiền kiếp, vô minh cùng với các tội ác, ra khỏi trong nhà tối của con, khiến con mắt sáng trông thấy Phật. Con nay trì tụng pháp rửa mắt, sám trừ tội ác của nhãn căn, phóng tình quang minh khắp soi sáng, nguyện được thấy rõ tướng vi diệu. Câu chuyện số 16. Chiều nhà Nguyên ở tại Bình Giang, có vị tăng pháp hiệu là Huệ Can. Từ lâu thầy mắc phải chứng bệnh phiên vị, tức bao tử bị lộn ngược, rất nguy hiểm, khiến thầy không thể ăn uống gì được. Một đêm nọ, thầy nằm mộng thấy có một con mèo chui vào trong bụng mình. Từ ấy bệnh tình càng nặng thêm, lại thêm trong lòng bỗng thấy thèm ăn thịt cá. Giữa lúc tư tưởng loạn động như vậy, thì thầy Huệ Can chợt phản tỉnh, tự trách mình đã không giữ được chánh niệm. Thầy biết ý nghĩ thèm ăn thịt cá là do nghiệp chướng từ nhiều đời khiến bị như vậy, nên thầy liền phát tâm chỉ niệm thánh hiệu Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát trong vạn biến, và mỗi ngày chỉ tụng chú Đại Bi 108 biến. Chẳng bao lâu, thầy lại nằm mộng thấy mình đi vào trong núi, gặp một vị tăng nhân tướng mạo trang nghiêm, bảo thầy rằng: ta cho ngươi thứ thuốc này để trị chứng bệnh phiên vị của ngươi. Ngay lúc ấy, bỗng có một đồng tử mặc áo xanh, tay xách một cái lồng, trong ấy có con gà đến trước mặt thầy. Đồng tử đến trước mặt thầy Huệ Can, mở chiếc lồng ra, liền khi đó con mèo từ trong bụng thầy Huệ Can nhảy ra khỏi miệng thầy và vồ lấy con gà đang ở trong lồng. Thầy Huệ Can giật mình thức dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mộng. Nhưng thật lạ lùng, chứng bệnh bao tử của thầy từ đó dứt hẳn. Trích Bảo Ứng Lục. Câu chuyện số 17. Chiều nhà Nguyên, thầy Thích Chân Tình, tự Như Am, con của họ Đào ở xứ Hoa Đình, tỉnh Giang Tô. Mẫu thân của thầy nằm mộng thấy Bạch Nguyệt, tức Mặt Trăng Trắng, xa vào lòng mà có thai, sau đó thì sinh ra thầy. Lúc mới thụ thai thì có một vị tăng từ trước đến giờ không ai biết đến nhà và bảo rằng thai nhi trong bụng của Đào Thị chính là Hải Nguyệt Pháp Sư Tái Lai. Lúc lên 9 tuổi thì thầy đến chùa xin xuất gia, y chỉ theo Vô Cực Độ Pháp Sư Tú Học. Tất cả các kinh nói về pháp tánh đều học thông suốt. Niên hiệu Thái Định, lúc đang ở chùa Hạ Thiên Trúc, thầy Chân Tình mắc bệnh nặng, nên thầy chuyên tâm trì niệm thánh hiệu Quan Thế Âm. Một đêm, thầy nằm mộng thấy Bạch Y Đại Sĩ bưng bình cam lồ đến, dùng nhành dương liễu rưới nước vào miệng và nói rằng bệnh ông từ nay sẽ khỏi hẳn. Khi thức dậy, thầy cảm thấy trong người nhẹ nhàng, chứng bệnh trước đây đã không còn nữa. Trích Cao Tăng Truyền, tập 4. Câu chuyện số 18. Chiều nhà Minh ở tại Đàm Hưng, cư sĩ Nguyễn Ứng Kiệt là một Phật tử tại gia. Ông vốn là người rất tin tưởng và luôn thành kính lễ bái
chỉ niệm Đức Quan Thế Âm. Vào niên hiệu vạn lịch nhà Thanh, năm Nhâm Dần, ông mắc phải chứng bệnh đàm ứ lên chặn cổ, một giọt nước gần như cũng không thể uống được. Trải qua 7 ngày, sức lực ông hoàn toàn suy kiệt. Vào giờ tí đêm ấy, ông mê man, thần thức ông thấy mình đang khiêng một chiếc kiệu đi dọc theo bờ con sông lớn, bỗng nhiên trượt chân té xuống nước. Ngay lúc ấy, các loài thủy tộc có vảy, có mai hiện đến trước mắt và xuống vào đòi mạng. Lúc đó ông tự nghĩ, chắc là ta từ nhiều đời đã từng ăn thịt những loài này, nên hôm nay mới lâm nạn như vậy. Trong lúc hoảng hốt, đột nhiên ông cảm thấy dường như có người nắm hai tay mình dắt lên bờ. Ông ngước đầu lên xem, thì thấy có một vầng thái dương đỏ thắm lững lơ trên không trung, từ bên chân núi. Quan Âm đại sĩ đang ngồi trên đài sen, trang nghiêm lộng lẫy. Lại có thiện tài Long Nữ hai bên, cùng với chim anh vũ và các đồ vật tịnh bình, nhành dương liễu, vân vân. Như trong các bức tranh, ông thường lễ bái chiêm ngưỡng. Cư sĩ dùng tay sờ y phục thấy vẫn khô ráo, liền đến trước Bồ Tát cúi đầu lễ tạ. Đại sĩ bèn dạy, ông vốn là thiền chi thức chuyển thân, lại thêm thờ ta chí thành cung kính, nên ta đến đây để cứu ông. Nhưng vì sát nghiệp của ông quá lớn, mới mắc phải chứng bệnh nan y ấy. Vì vậy nếu ông hoàn toàn không sát sanh nữa, thì bệnh của ông sẽ được lành. Vương cư sĩ thưa, kính bạch đại sĩ, đây cũng là bổn ý của con. Con xin thành kính vâng lời răn dạy của người. Đại sĩ lúc ấy nói, hiện ta có thứ đề hộ này cho ông uống. Vương cư sĩ kính cẩn bưng chén đề hộ lên uống cạn. Chén đựng đề hộ ấy giống như pha lê, trong ngoài thông suốt. Đề hộ có màu sắc vàng và trong, mùi vị thanh tao, không thơm gắt như vị ở thế gian. Uống xong, vương cư sĩ cúi đầu lễ tạ Đức Quan Âm, thì liền thức giấc. Trong miệng vẫn còn hương vị ngăn ngát của đề hồ. Toàn thân ông ướt đẫm mồ hôi. Chỉ trong giây lát, bỗng cảm thấy thân thể mát mẻ, nhẹ nhàng. Nơi chỗ tim ngực thấy sảng khoái, cổ họng thông suốt. Người nhà cư sĩ mang nước chảo đến uống, thì khi dùng xong, ông cảm thấy tinh thần minh mẫn, sức khỏe hồi phục lại như trước. Từ ấy về sau, vương cư sĩ từ bỏ việc sát sanh, lại tự thân trước tác bộ, ký linh dưới sắc trung ngôn, tức là dùng lời chân thực ghi chép sự linh ứng và lời răn dạy cấm sát sanh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Trích từ Tâm Bảo Giám. Câu chuyện số 19. Chiều nhà Minh, niên hiệu Sùng Chinh, năm Tân Tỵ, tại huyện Đương Đô, có một người từ tỉnh Sơn Đông đến. Người này mất bệnh bại liệt hai chân, nên không có phương sinh kế, bèn phải dùng hai tay thay chân, lích đi xin ăn trong chợ. Bất hạnh cho ông, đa số người qua đường trông thấy ông là người nghèo khổ tàn tật, nên đều khinh khi xa lánh, ít người giúp đỡ, mà nhiều người còn lại buông lời nhục mạ, khiến ông rất khổ tâm, không thể chịu nổi. Có người thấy vậy mách bảo cho ông biết,
Nghe nói ở Am Đường Kiều có một vị tăng pháp danh là Thủy Cốc, rất giàu lòng thương người. Ông bèn tìm đến nơi đó để tớ bày hoàn cảnh và nỗi khổ nhục của mình. Nghe kể xong, thầy Thủy Cốc ôn tồn khuyên bảo: nếu ông phát tâm xuất gia thì có thể nương nhờ sức đại từ đại bi của Phật gia hộ, nhờ đó có thể có thí chủ phát tâm bố thí. Người bệnh nghe xong thì vâng lời, thỉnh thầy Thủy Cốc làm lễ tế độ cho mình và phát nguyện thôi trì trai giới. Từ ấy về sau, ông nương nhờ nơi cửa Phật, ngày ngày ăn nhẫn đi khất thực, dù bị người hạ nhục và hoàn toàn không ăn mặn. Thầy Thủy Cốc thấy thế rất thương xót, nên dạy ông hằng ngày chuyên niệm thánh hiệu của Quan Thế Âm và chỉ tụng chú chủng đề. Ông thọ trì hơn 2 năm, thì vào mùa thu năm ấy, vào lúc ban đêm, ông nằm mộng thấy một lão bà gọi ông đến bảo rằng: ngươi hãy mau đứng lên. Ông trả lời: tôi là người bị bệnh bại liệt, làm sao đứng dậy được. Lúc ấy ông thấy bà lão đến kéo 2 chân ông thẳng ra. Thật lạ lùng là 2 chân của ông không còn bị co quắp như trước nữa. Sáng ngày sau thức dậy thì ông thấy đôi chân mạnh hẳn lên, chứng bại liệt đã lành hẳn. Ông đi đứng đường hoàng mạnh mẽ và tự đặt cho mình pháp hiệu là Bán Nhai. Từ ấy trở đi, có nhiều thí chủ phát tâm đến cúng dường, và ông tiếp tục con đường tu hành của mình đến ngày tạ thế. Trích Đường Nghi Chi Kỷ Cầu Thơ. Câu chuyện số 21. Ở Dương Châu có một người bị bệnh tê bài đã hơn vài chục năm. Một hôm, ông đang làm ở bên mé ao thì bỗng nhiên nhặt được một bức tượng Quan Thế Âm bằng sành. Ông vô cùng mừng rỡ, bèn đem về rửa tắm thật sạch, xông hương tinh khiết và đem đến Am Đồng Ẩn cúng dường. Hàng ngày lúc canh năm, ông đến am gióng chuông thành kính chức tượng Quan Âm và đốt hương lễ bái. Tu hành cần khổ như vậy trong suốt 5 năm. Thì một hôm, ông nằm mộng thấy có một bà lão đến dùng tay xoa bóp toàn thân, đoạn gọi ông đứng dậy. Ông trả lời: tôi bệnh tới bại, làm sao đứng lên được. Bà cụ bèn nói: không sao, hôm nay ngươi đi được rồi. Ông giật mình thức giấc, khi bỏ chân xuống giường thử đứng lên thì thật linh nghiệm, 2 chân ông đã mạnh và cứng lên. Ông mang dép vào và đi như người thường. Quá xúc động trước lòng từ bi vô lượng của Quan Âm Bồ Tát, ông liền đến Am Đồng Ẩn xin xuất gia làm tăng. Lúc bấy giờ có huyền lệnh thái phó ở Giang Tô, là người rất kính tin sự cứu khổ của Quan Âm Đại Sĩ. Nghe chuyện của ông thành tâm cần khổ tu niệm, nên phát tâm kiến tạo một ngôi tịnh thất rất trang nghiêm, để hiểu là tồn tế. Trong tịnh thất ấy, vị quan có cúng dường tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát, và từ ấy trở đi, ông suốt đời ở đó tinh tấn tu hành. Trích Giác Thế Kinh Thuyết Chúng. Câu chuyện số 21. Chiều Nhà Minh, niên hiệu Sùng Chinh, năm thứ 11, nhằm năm Mậu Dần, ở tại Dương Châu có một vị tăng hiệu là Thùy Kế. Từ lâu
thầy đã bị chứng đau lưng rất nặng. Ngày đêm bệnh tình hành hạ làm thầy đến la khổ sở. Đến hơn một tháng sau thì bỏ ăn uống luôn. Có một vị đồng tu từ xa đến thăm, thấy thế nói với thầy: "Tôi nghe thường ngày thầy khuyên mọi người chuyên niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Hôm nay chính thầy bị nặng, sao không nhất tâm quy mạng đại sĩ để cầu xin Đức Đại Từ Đại Bi của Ngài cứu độ, để thúc được chứng bệnh này?" Thầy Thích Thụy Kế nghe lời nói của người bạn đồng tu thì tỉnh ngộ. Thầy lập tức những người sắm hương đăng hoa quả để cúng dường và chuyển tâm trì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát không dứt. Đến lúc canh tư, đại chúng không nghe tiếng trì niệm của thầy nữa, lấy làm lạ, liền sanh nghi thầy đã tắt hơi, nên mở cửa phòng vào xem thì thấy thầy đang ngủ ngon giấc, nên đồng chở ra để thầy yên giấc. Đến chiều, bỗng mọi người nghe tiếng thầy gọi lớn: "Tôi đói quá, xin mau làm cơm cho tôi ăn." Mọi người đem cơm đến cho thầy dùng. Sau khi dùng xong, thầy bước xuống giường đi đứng bình thường và không còn đau đớn nữa. Đại chúng thấy vậy kinh ngạc hỏi thầy duyên cớ gì mà bệnh lại mau lành như vậy. Thầy thành thật kể lại: "Lúc đầu khi tôi mới niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì thấy người đau nhức như bị dao cắt. Một lúc sau thì thấy có một phần mây đỏ hiện ra trong không trung và Quan Âm Bồ Tát đến trên vầng mây đó. Ngài dùng nước cam lồ trung bình rửa trên độ tôi. Trong giây lát, tôi cảm thấy mát mẻ từ đầu xuống tới chân, ngắm vào tận xương tủy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sau đó tôi ngủ mê mệt, khi thức giấc thì thấy bụng đói cùng cào. Bây giờ khi dùng cơm xong thì thấy trong người khỏe khoắn lạ lùng, cảm giác đau ở lưng đã không còn nữa. Thật là sự nhiệm màu không thể tưởng tượng được." Trích Quán Âm Trì Niệm Ký. Câu chuyện số 22. Chiều nhà Thanh, Phật tử Bành Xích Mộc có người cháu dâu là đạo thị bị chứng bệnh sưng lá lách như bướu, chạy chữa khắp nơi nhưng không hiệu quả. Đạo thị liền phát tâm chí thành cung kính trì niệm chú Đại Bi. Một đêm nọ, cô nằm mộng thấy có một bà lão đem đến trao cho cô một cành hoa thật đẹp. Cô vui mừng nhận lấy. Ngay tức khắc, đạo thị liền cảm thấy thân tâm mình nhẹ nhàng như chiếc lá, tưởng chừng có thể bay được. Khi thức dậy, cô cảm thấy cơn bệnh không còn hoành hành nữa. Từ ấy, bệnh tự nhiên lành hẳn. Trích Nhất Hạnh Cư Tập. Câu chuyện số 23. Tại Lâm Giang có Phật tử tên Đinh Triệu Hy, thường đi buôn bán ở đất Thục. Mẫu thân của Triệu Hy là Diệp Thị, ở nhà bị liệt hai chân rất là đau khổ, chạy chữa mãi vẫn không hết. Triệu Hy ở xa nghe tin, dù tâm luôn hướng về mẹ già ở quê nhà nhưng không biết phải làm sao, nên chỉ biết thành kính xưng niệm thánh hiệu Quán Âm Đại Sĩ, cầu xin cho bệnh của mẹ mau lành. Ít lâu sau, có người ở trong làng của ông đến đất Thục. Triệu Hy hỏi thăm mới biết mẫu thân của mình nhờ sức từ bi của đại sĩ linh ứng hiển hiện trong điềm mộng nên bệnh được lành. Theo người này kể lại, đúng vào ngày ông đang trì niệm tín hiệu Quan Âm thì mẹ ông ở nhà mộng thấy Đức Đại Sĩ đến
dùng nước cam lồ rửa lên đôi chân bà. Sáng ngày tỉnh giấc thì bà cảm thấy đôi chân có cảm giác trở lại. Sau đó bà đứng lên đi lại được như người thường. Thế mới biết nhờ tâm thành cầu khẩn của Triệu Hy, dù đường xa và nghìn dặm, có cảm liền có ứng, nên mẹ ông được hết bệnh. Qua năm đến Dậu, Triệu Hy hồi hương nhằm ngày sinh nhật lục tuần của mẫu thân. Ông tắm gội sạch sẽ, thực hành trai giới, thanh tịnh phát nguyện, chí thành cung kính tụng kinh Phổ Môn 100 biến để cầu nguyện cho mẫu thân được khang kiện. Quả nhiên, về sau mẫu thân của ông tuy lớn tuổi nhưng thân hình vẫn tráng kiện, tinh thần minh mẫn, hưởng thọ cao niên. Riêng Triệu Hy thì việc làm ăn cũng phát đạt, mọi việc đều như ý. Trích Khuyên Giới Thiết Yếu Lục. Câu chuyện số 24. Tại Kinh Sơn có người tên Vạn Văn Ngọc, là Phật tử rất tin tưởng vào thần lực của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông tự thuật lại sự đính ấn của đại sĩ như sau: tôi thành kính trì tụng thần chú Đại Bi và tâm kinh, sự đính nghiệm không sao nói hết được. Những khi gặp nguy hiểm thì hóa thành các tường, lại có cả việc cải tử hồi sinh. Sự việc này chính tôi đã trải qua. Lúc thân sinh của tôi bị bệnh nặng, người nằm thêm thếp trên giường, thân thể lạnh buốt, tất cả hậu sự lo cho cha tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Những giờ phút cuối cùng này khiến lòng tôi đau như cắt, nước mắt tuôn rơi như mưa. Tôi đến trước tượng Quán Âm Bồ Tát, chí thành đảnh lễ, đoạn quỳ xuống thành kính tụng Đại Bi Thần Chú. Vừa sau một biến thì thân sinh của tôi hơi ấm dần trở lại, nói năng cứ đồng trở lại như thường. Sau đó thì đổi ăn uống, và vài ngày sau thì được khỏe mạnh ăn ổn như thường. Quả đúng là Phật từ quán đại vô lượng vô biên. Cậu tán thắng ấy đúng như thật, không phải lời hư dối. Trích Quán Âm Linh Cảm Lục. Câu chuyện số 25. Xã Tây Hương, huyện Tân Kiến, tỉnh Giang Tây có dòng họ Lý gồm khoảng 10.000 nhà, sống tụ tập trong một khu vực rộng lớn. Vào năm Mậu Dần, xã ấy bị bệnh dịch lan truyền khắp nơi. Dân trong xã thì cứ 10 gia đình thì có đến 8-9 gia đình mắc bệnh. Chỉ mỗi gia đình của họ Lý thì lớn nhỏ đều được an toàn, không mắc bệnh. Dân chúng trong xã sanh nghi, đùa nhau dò hỏi nguyên do. Một số người cho rằng gia đình đó có phương thuốc gia truyền đặc trị. Chủ gia họ Lý đáp: hoàn toàn không có. Trong nhà tôi chỉ kiên thành cúng dường Quan Âm đại sĩ, hàng ngày xưng niệm lễ bái đại sĩ và phát nguyện ấn tống kinh Bạch Y ngàn quyển. Nhờ đó chúng tôi đều thoát khỏi chứng bệnh nguy hiểm này. Bây giờ mọi người nghe nói xong thì phát tâm tin tưởng, đua nhau thành kính cúng dường Đức Quan Âm Bồ Tát và xưng niệm danh hiệu của Ngài tinh tấn. Từ đó về sau, mọi nhà đều được an ổn, không còn ai bị bệnh dịch nói chính nữa. Trích Bạch Y Kính Cẩn Niệm.